Ngày 4 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm của 3 tháng còn lại của năm 2018. Trong 9 tháng qua, với phương châm hướng về cơ sở và hành động sâu sát, toàn diện, quyết liệt, hiệu quả, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lộ đã kịp thời chỉ đạo các địa phương khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện cơ bản phát triển ổn định. Trong đó đã tập trung chuyển đổi cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa một số giống cây con mới vào thử nghiệm hiệu quả cao. Tổng sản lượng lương thực có hạt hơn 18.100 tấn, thu ngân sách trên 227,5 tỷ đồng, thu hút thêm 3 dự án đầu tư vào các cụm công nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp về đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững. Văn hóa xã hội có bước phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được chú trọng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra nhiệm vụ giải pháp trong 3 tháng còn lại. Trong đó, tiếp tục phát huy triệt để tiềm năng lợi thế, huy động có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế nhằm đảm bảo duy trì tăng trưởng ổn định. Đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, phấn đấu còn xã cuối cùng là Cam Tuyền về đích nông thôn mới và xây dựng 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục giữ vững quốc phòng an ninh. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, công tác phòng chống thiên tai, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đã bố trí vốn, đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu việc làm, dạy nghề, y tế, chỉ đạo quyết liệt công tác sáp nhập các cơ quan đơn vị theo tinh thần nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 cùng nhiều nội dung quan trọng khác.